Xin chào tất cả anh chị em. Hoan nghênh anh chị em đã quay trở lại với tựa game Resident Evil 4 phiên bản Remake. Chúng ta đang đi gần tới hồi kết của trò chơi này rồi. Vậy chắc khoảng còn hai boss nữa là sẽ phá đảo đấy. Chắc tập này sẽ đánh một con boss, tập sau đánh con boss luôn. Nếu dự định theo như dự tính của mình thì trong khoảng 2 tập hoặc là 3 tập, tối đa 3 tập nữa chúng ta sẽ phá đảo không? Phải, mình khoái đọc mấy cái này, tóm tắt ở đây. Chỉ dẫn bắn. Rồi, ok. Dựa vào này. Đấy. Máu. Một hai ba máu, ba máu chắc đủ diệt trùng. Ok, tạm thời cứ thế. Rồi, mất máu nhiều thế. Rồi, ăn máu đi rồi chắc. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Let's go. Chúng ta có thể dùng xím nhắm tỉa bớt mấy thằng đây không? Ôi, cái cây này nó phóng đại được có 2 lần à. Cái này sống bài được 3 lần đây. Tạm thời chưa thấy quái. Ok. Ở đây vết tích này không có kho báu gì nha. Rồi, let's go. Mưa à? À, bóng 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 của mấy cây cỏ lay động làm tưởng mưa. Sao có gì không? Đây có đạn dược gì không? Trong bản cũ cũng có cái đoạn đi qua phế tích này. Mà mọi người biết chúng ta sắp phải đối mặt với ai rồi đúng không? Hãy cẩn thận Leon ơi. Tôi không còn là tân binh nữa đâu. Giờ tôi là dân chiên, dân rồ rồi. But if you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge? You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminatos have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier! Lần này không chơi dao nữa. Ây da. Hả?
trò với tôi à, không có cửa đâu. Sao? Ây da. Bò cánh cứng một sừng. Miếng bắn đâu đấy? Ây da. Đó mày. Mày mất dạy anh hả? Nè, nó nhanh quá. Con cửa đâu còn. Vừa vô đã đánh boss. Nó ép góc mình luôn. Ây da. Mày. Ào dào quá. Giờ ném bị tiêu đấy chứ. Mày, dạy. Đây không có gì để lấy hết. Trò còn muốn giao à? Ê, kịch hút, kịch hút. Cho thêm dao đi. Trời, giờ này cho tiền, ai cần tiền ở đây? Nhanh lên Leon ơi. Đoạn này đấu nó khá dài đấy. Nó lù rồi. That was the first thing you taught me. Cái này không vô hiệu hóa được. He's turned this place into one big trap. I can't fight him on his terms. You all. Máu đâu? Ây ạ. Nó đặc biệt là khắp nơi đây luôn. Ây chà. Ây thế này.
Ây da. Ôi ôi. Vì nó bẫy danh hả? Hào máu quá. Man. Vì nó đâu? Căng vậy. Ý chà. Chúng ta sẽ đi đường này. Chơi mà chơi đặt 7 thì đánh không lời người ta chơi đặt 7. Trời, giờ này chó tiền làm gì. Không cần tiền ở đây đâu. Bị thương rồi. Cho máu đi, thêm máu đi. Nấp đầu. Bắt buộc thôi, bắt buộc rồi. Chúng ta phải lên tới đỉnh phải tích thì mới đấu gì nó được. Trời ơi, cây thuốc đỏ. Cho thêm cây thuốc xanh đi. Đạn sọt kinh. Đạn sọt kinh. Cho thêm cây thuốc đi. Lúc đỏ đâu có xài một mình được. I admit, you've done well to stay alive this long. I'd be dead if I kept listening to people like you. I don't know. Guess I'll ask when I see him. You need to pick up the pace. Well, you've really gone all out for me. You shouldn't have. Anything to make the pretty boy feel special. Last long moving like that. Damn. Trời ơi, bắn gì không trúng nó. Cây này dở quá. Mày dạy cho anh. Này có gì không? Nè, nó chỉ mất dạy được chó này. Quăng ngay lúc mình chạy vô. Cỏ xanh. Wow. Sure you don't need a breather? That arm of yours must be killing you.
Opening a new wound is the best way to forget an old one. Sloppy! Ây da, mẹ mất gì hay được chứ, chó đứng chờ nó bắn xuống, hèn, thằng hèn. Chị giỏi đánh lén. Ngon thì một chọi một. Biến hình rồi. Chắc phải biến hình luôn. Một trời một đánh không lợi Leon mà nó chơi đánh lén không. Chơi chiêu này nữa. Lại chơi cái chiêu. Thất vọng quá Rouser ơi. Mà làm tao thất vọng quá. So that's your true power? Oh, I'd ask for a refund. Cái nút đỏ rồi. Nút xanh là không có thấy nút đỏ. Con này mà dùng mắt nông diệt nó thì hơi phí. Đạn súng lục. Giờ này mà đạn súng lục làm gì? Ây da. Quá hiền. Đường đường một thiếu tá mà chỉ giỏi đánh lén. Quá thất vọng gì vậy? Browser lại chơi chiêu này. Biến hình hai tay luôn. Last lesson starts right now. Time for the teacher to be taught. Đó giờ chưa nghe trò giỏi hơn thầy sao? Ây da. Con này không dùng súng nó được, phải dùng dao thôi. Đừng cố chiến đấu gần mép vực. Nó đẩy mình tới đó mà.
Không đỡ bằng dao được à? Chơi trò gì nữa vậy? Con này không đỡ bằng dao được rồi. Chết chưa? Ăn biết bao nhiêu phát sọc kinh mà không chết nữa thôi. Quá thất vọng. Biến thân có nhiêu đó thôi hả? Lúc nó biến hình rồi không đỡ bằng dao được. Chúng ta phải dùng dồn hỏa lực. Tôi rất tiếc nha thiếu tá. Có một sự thật mà tới giờ Rouser vẫn chưa nói với Alon là thật ra Z Rouser là làm việc cho Albert Wesker đấy. Chứ không phải là do làm việc cho giáo phái này đâu. Chẳng qua chỉ là cái mát thôi. Được Albert Wesker cài vô giáo phái này. Để cơ hội, nhân cơ hội lấy cái mẫu thử, mẫu phách, giao cận chiến. Giao cận chiến cũng có đồ bền à. Đây còn gì không? Ở dưới còn một con dao. Chết một mạng vô ích. Không để ý, không bơm máu kịp. Không, thằng này nó đâu phải là cái dạng cái ký sinh vô đâu. Cho nên nó có được sức mạnh là nhờ Albert Wesker team Brad cho người. Chứ không phải nó thuộc dạng ký sinh. Ký sinh là chúng ta phải hạ được cái điểm yếu. Chương 15. Game này có tổng cộng là 16 chương. Nếu mình nhớ không lầm có 16 chương.
nó ăn gần cái chục viên đạn sọc kênh nữa thì đi gần mà chịu gì nổi. Mắt nâm bắn hơi chậm như là bắn nó phí lắm. Dành mắt nâm diệt chùm cuối. Hạt lây đâu rồi em ơi? Rồi. Wow. Cầm rocket nữa kìa. Their defenses are no joke. Hàng phòng thủ của chúng không đùa được. That's got to be their sanctuary. Thánh địa. Hạt lây kìa. Ashley. Con nào cầm rocket không? Nãy thấy con thằng mà. Đường xa ướt mưa rồi. Lại tiền. Tới lúc này rồi tiền bạc không cần nhiều lắm đâu. Of battle on you, mate. Chiến trận. Có bán đồ gì hot không? What can I interest you in? Bò cánh cứng một sừng 10k. A deal well struck. That's good work if I do say so myself. Giao cận chiến của Rouser. Năm tăng sức chứa lên 15 viên. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. Will that be all then? We like our herbs, we do. Come back anytime. Ok, đi luôn. Không biết trong tập này có phá đảo được không. Có người bắn yểm trợ hay quá. Có trực thăng bắn yểm trợ ở đây còn nè, bắn hai niềm túi đi, bắn đi. Đúng rồi, bắn đi, đẩy đỡ tốn đạn, ngon lành. Quà của hooligan. Tuyệt vời. Dụ chúng ra chỗ thoáng. Đây chỗ thoáng đây. Ây da. Quỳ xuống mày. Thúp Black City. Wow. Ây da.
Được rồi, chạy mau. Tự lĩnh tiền đó. Tiền không vậy? Đạn xuống trường. Đây còn nhiều báu vật đây này. Berry đỏ. Đoạn này cứ thông thả, có chức năng hiểm trợ. Hết rồi. À, xây cái này quay về bên đây. Đâu phá được nữa. À, phải đi đường này. Yểm trợ tôi thêm đi. Mày hay lắm. Bắn tiếp đi. Xịt sơ cứu ngon lành. Đi quay ngược bên đây nó có thuốc súng. Còn gì nữa không? Hai đường đó. À đây là đồ. Có cái hút luôn không? Ủa không phải cái hút mới đây đâu hả? Hay là mình lụm rồi, bắt nhanh quá lụm rồi. Lụm rồi. Lựu đạn chón có không? Chế một quả lựu đạn chón này. Không. Phá hủy súng phòng không. Phá hủy như nào?
nhiên là bị chặn rồi. Mà không chết. Ây da. Một nhát vào chết. Ây ơi ơi. Bắn kinh vậy. Wow 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 wow, ôi giời. Bắn ghê quá. Quá dữ. Chết chưa? Nổ rồi. Chuyên thuốc gì? Thuốc súng. Ây da. Bắn một chim vậy. Trời, chưa chết kìa. Chưa.
Tí là bỏ sót đồ đây không? Sót lên. Kia mình ơi một súng làm nhạc hồi hộp quá. Con đường duy nhất đây thôi. Chạy chưa các con. Vẫn chưa chết. Dám lại gần anh. Ôi ôi ôi, nó bắn. Chưa. Không được. Nhưng còn phải lên nữa. Làm nhạc kinh vậy. Dùng súng này mới diệt được tụi kia. Ok. Time for a taste of your own medicine. Mike! All clear! Thanks, buddy! Alright! I want you to do my thing. Sao? Chưa chết, hay lắm. Hết chưa? Hết chưa các con? Rồi. Wow. Từ từ nào. Trời ơi.
cuốn này. Đây còn món bóp vật. Nó nằm trên cái cầu này đúng không? Kìa, 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 kìa. Thò rồi, thả thành tím. Bắn cho lắm vào, hết đạn. Chạy vô nhánh. Góc anh hả? Ây da, trời, đứa này vẫn trúng. Chết chưa? Bắn gì? Ôi chà, miếng hình kìa. Bọn này nó bắn giống như đang bất tử vậy.
cái phiên mình cầm vô thì nó lại giới hạn số lượng đạn. Đây còn nhiều khá lắm, đi nhanh bỏ đấy, nhanh bỏ sót. Và hết như này còn hết rồi. Ông kia bắn phí đạn quá rồi, rồi hết đạn, hết trơn đạn luôn. Bạn mắc nung đúng không? Tiểu liên không cần, súng trường đi. Hai máu đủ rồi, cất bớt bên này vô kho. Tên chưa. Ây da, bọn mày đợi đấy, nó không lên. Ây da, gì đấy, à đầu trâu mặt ngựa. Ừ.
đầu trâu, thích cương, thích cương, thích đá, thích cương, thích đá. Thích cương với đá với anh. Sọt kinh của anh ơi, sẵn sàng cho những trường hợp này. Kia là phải chạy lên lùm nó, mấy thằng này làm phiền quá. Tính mình tiết kiệm mà. Hai cái thuốc súng, ok. Giáp hư luôn. Map là coi. Đây không có gì vừa tới phế tích vách đá mới có. Ok. Nhạc hồi hộp quá. Wow, tới đây hình như nó xài rocket nhiều lắm nha. Kìa. Nạp đạn chưa? Lên. Đây có gì để lấy không? Hạ xuống tôi mới lên được chứ. Rồi trực thăng cũng bị bắn rồi. Rồi rồi, con gì đấy? Ủa mấy con... Thôi xong hôm nay rồi. Xong luôn chúng ta. Trong bản cũ là chiếc trực thăng nó bị rocket bắn hạ. Không cho tụi nó bao giây. Chạy vô góc ngay. Lam Ngọc. Ê, tội nghiệp anh chàng Mai. Đường này dẫn tới đâu rồi? À, cuối đường có kho báu. Đây có bà cầm bẫy gì không? Nghi lắm nha. Trong mấy dòng game Dark Souls là kế bên kho báu thế nào cũng có cầm bẫy. Đây nhìn sơ sơ thì không có. Đây là gì nè? Vật bìa vách đá. Kenan Sattler. Dòng họ của nhà cha Osmund Sattler. Quyền trưởng hoàng gia. Wow. Trang trí kỳ công chỉ dùng để bán. Bán được 25k.
nằm ở bên đây. Còn leo lên nữa kìa. Đạn sọt cân. Trên này có gì không? Không có. Chỉ có đạn thôi. Chết map kỹ vậy luôn rồi đó. Mà còn bỏ sót nữa thôi. Ô, lại bắn mấy cái này nữa. Lại nhiệm vụ kêu bắn mấy cái này nữa. Phá hủy mày Đài Lam nữa. 5 miếng. Wow, quay lại rồi. Khá là nhiều. Bắn một miếng còn 4 miếng. Đây hết ta. Dưới rồi. Nói thật thì tới lúc này chúng ta cũng không cần nhiều, cần mấy cái viên đá spinel nhiều nữa. Bên tay trái viên cuối cùng. Em thích chất đá. Bên tay phải này. Đây là mình có gì mà bắn. Ngay bên tay phải luôn. Nhưng mà mình có nhìn xuống dưới được đâu. Đây à. Cái cuối cùng nằm như đây. Nãy không để ý thấy. Rồi.
Xong. Finished. Ok. Chuột nữa, đừng bảo giết chuột nữa nha, giết chuột hơi nhiều rồi đấy. What the... Cái gì vậy? Ôi rồi. Xác không? Lại đây. Vận chuyển mẫu vật sinh học. Đừng nói mấy con regenerator nữa nhé. Luôn. Nếu là vậy thì mình sẽ gắn cái này vô. Rút sẵn cái kiếm ra. Ê là súng này ra. Đây còn cái phòng nữa. Quẹo trái. Lấy sọt lên ra. Đây, bị lột sọt. Vòng tay lộng lẫy. Nghe tiếng của con kia rồi. Kho mẫu vật. Rồi rút súng này ra. Soi thử này. Trên đây có gì không? Thấy ghê quá. Có con nào không? Ôi. Nhiệt độ nè, màu vàng nhiệt độ. Nó trong này không? Nó nè. Đúng không? Nó nè. Xong rồi. Gì vậy? Ủa? Biết ngay gì? Chạy quá. Trời. Nó còn biết hình nữa hả? Ây da.
Chết thì chưa. Có một viên hồng ngọc thôi, trong đây còn một con nữa này. Hết thuốc súng. À còn còn. May quá. Cửa ở đây có cái cửa. Không, nó nằm trong này. Mọi người cái bao này nghe nó luôn. Chúng ta bắt buộc phải ghi. Bao dính máu kìa. Chạy vô, đụng vô chúng nó là nó sẽ rơi xuống đấy. Có đồ gì mới không anh thương nhân? On behalf of my compatriots, I thank you, friend. Đồng hương có nghĩa là ông này không chỉ một mình, còn mà có nhiều mình. Well, look at you, mate. What can I interest you in? Thuốc xịt sợ của mùa này. Better to be over-prepared, am I right? Quyền trưởng hoàng gia, thạch anh tím. Your valuables, a deal well struck. Come back any time. Hai chục k, 16k. Còn thưởng bộ đôi ngon hơn. Welcome, got a selection of good things on sale, stranger. Thank you. Sự giáp ngay. That's good work, if I do say so myself. Knife needs care every once in a while. Could be the difference between life and death. Tính tốc độ bắn cần. There you are. As you. Dồn hết vô cái cây này. Cây kêu là bẫy này. Để đánh trùng. See how that feels, man. Pleasant travels. Vô đây chơi xíu. Welcome. Come to do some shooting, have
can cover a lot of area with just one shield. Talk about bang for your buck. Ủa? Không có gì mới à? Su bạc một. Nhánh lâu vậy? Gán thêm, kiếm thêm cái xu bạc nữa coi. Súng bắn tên, nitrate gun. Quên, trời có thằng thủy thủ đó. Incredible. That's the stuff.
thưởng rồi nó không thưởng nữa. Mấy nào thưởng rồi nó không thưởng nữa, còn nào bê nữa. Thôi, ok, chơi thế được rồi. Không đủ xu thì thôi. Đặt ranh S tốn nhiều thời gian lắm. Almost there. Ashley, I'm coming. Đây mình nhiều thế. Nổ mình nổ gì mà nó không chết. Con thằng núp trong đây. Anh thấy rồi. Ồ, lại bên kìa. Nào là bên, nào là bẫy. Không ngu đâu.
ác quỷ một quay phải rồi. Hợp lý. Hàng lần cái chục thằng. Mà là có cái này thì cái thành địa này nó còn khá là xa cho nên thôi ok, mình sẽ dừng tập này ở đây nhé. Tập sau là tập cuối rồi, tập này cũng một tiếng như vậy. Tập sau chúng ta cú xong ánh này là đánh chùm luôn, giờ chơi nữa chắc tập này 2 tiếng quá. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé, hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo sớm nhất có thể. Bye bye.